Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang ở trên khu vực Cầu Đen của quận Hà Đông. Có rất nhiều đào và các loại quất bán chợ Tết của các cô chú lên đây bán hàng kia này. Phố xá rất đông đúc người đi lại. Rất đông đúc người đi lại mua bán. Chị cho hỏi cành này chị bán bao nhiêu tiền đấy? Chị chốt được cành này bao tiền? Vâng, chị giá 300.000. Một cành đào rất to này. Đây là khu vực đào thế đây. 700 cái đấy. Đâu cây nào 700 anh? Trở về ra không? Trở về à? Đây, cái cây đào này có giá 700.000 đồng đây ạ. Rất đẹp. Cây này bao tiền à chị ơi? Cây này này. Bán rồi à? Bán bao tiền đấy? 700. Đấy, lúc này các du khách đông người ra để tham quan mua đào. Và nhiều cây đào đẹp đã được khách chốt giá. Bán rồi. Cái này bán 900 này. Hình bầu vậy. Thế còn cây đang xếp lên xe là bán bao nhiêu đấy hả bác? Đây, khách đã chốt được cây rồi. Rồi, bác mua được cây đào đẹp quá, chốt giá được bao nhiêu đấy anh? Rồi, từng đoàn xe ùn ùn chở đào đi khắp các nơi để bán hàng. Và sang khu vực bên này là đào cành. Hoa đào khoe sắc. Rực rỡ sắc xuân bởi đào. Đẹp quá, đào cho bác đẹp quá. Đây, có du khách đã chốt được cái đào. Anh em cho hỏi cái đào này nó là thế dáng gì đấy? Dáng huyền anh ạ. Dáng huyền à? Cái đào này đã bán chốt giá được bao tiền anh? 700. Bao nhiêu? 700 à? Dáng huyền. Đẹp lắm, nhiều cây dáng huyền đó. Đấy, khách đã chốt được cây đào rồi. Đào mai rực rỡ. Và sang bên này là những quầy mai, rất nhiều cây mai vàng đẹp. Rất nhiều những cây mai vàng được trưng bày để sẵn sàng chờ khách đến thăm quan mua. Đấy, những cây đã đánh dấu như thế này là đã có khách đặt hàng mua rồi. Sang gian hàng quất, rất nhiều quất và những cây quất rất là đẹp. Anh đã mua được cây nào chưa? Đây, anh
Dám rất nhiều quất đẹp các bác nhé. Chào anh, ai quất lên viên đường tô hiệu của đây, bác chủ quán đây. Hàng rất nhiều loại quả quất đẹp, ai, các dáng thế. Quất nào đào em đây? Cái quất này xin hỏi anh là nhà mình có quất ở đâu đây anh? Quất ở Văn Giang Hưng Yên này. Văn Giang Hưng Yên à? Vâng. Quất năm nay đẹp đấy. Vâng. Này bác cái đang phun nước để tưới cho tươi. Rất nhiều quất đây. Đây là các chậu nhỏ quất để bàn đây. Rất nhiều các chậu nhỏ. Chào chị, chị đã bán được nhiều hàng chưa? À vâng, thế tốt quá. Thế hôm nay chị có nhập được nhiều không? Đây là có nhà trồng. À thế à? Thế chị cho hỏi bình thường các cây như thế này chị bán giá bao nhiêu? Vâng. Đây, cái loại ở dưới đây là từ 100, 100, 250. 200, 250 ở nhà trồng được nên giá bán rất là rẻ. Đấy, quý vị có thể cứ lên cạnh cầu đen là nhìn thấy hàng của nhà chị ở đây. Đây, quất này là nhà ai mà có cái bàn uống nước nhỏ chúng ta bày lên thì rất là đẹp đấy. Làm một cây về đặt lên bàn uống nước nhẹ nhàng. Rồi, tiếp tục. Sang hàng tiếp theo có rất nhiều loại quất đây. Quất đẹp, đông khách tham quan đây. Đẹp lắm. Chào anh. Năm nay anh đã bán được nhiều chưa anh? Bán nhiều lắm anh ạ. Vâng. Quất đẹp quá nhỉ. Yeah. À, thế à? Vâng. Thế là chị nhập nhiều cây không? Nhập nhiều, bán em là 200 cây to. À thế à, thế bây giờ bán được nhiều chưa? Bán được nhiều nhưng mà rất khó bán thì là rất nọ so với giá năm ngoái. À thế à. Năm nay ở vườn là đã nhân đôi so với năm ngoái. Thế thì chị cho hỏi bình quân các cây loại như thế này thì bán khoảng bao nhiêu tiền? Cây này tầm 400. 400 nghìn một cây. Cây nhỏ thì tầm 350. Đây, cây nhỏ tầm 350 đây. Còn cái cây mà có các cái chậu... Nói chung đấy đang bán 800. Vâng, 800 nghìn một cây quý vị nhé. Hàng rất đẹp tại đường cạnh cầu đen. Quất thế. À, thế là mức độ tiêu thụ là sẽ giảm hơn năm ngoái nhá. Vâng. Thôi thì mong rằng anh chị là cái chỗ này chỉ trong vòng ngày nữa là hết thì ngày mai là sẽ hết. Vâng. Hy vọng rằng chỗ này chỉ có hôm nay đến ngày mai là hết thôi anh ạ. Vâng. Em chỉ thế thôi. Vâng. Đấy, hàng đẹp mà giá nó khuôn tiền là sẽ đông người mua. Em bán ở vào mà. Vâng. Em mua ở vườn bán ở vào. Vâng. Đấy là anh chị là bán đây là giá cả là vừa phải. Vâng. Rồi chúng ta tiếp tục. Rất nhiều quất quý vị nhé. Chào cô. Năm nay cô đã bán được nhiều hàng chưa? Đấy, cháu đang quay để xem ai có nhu cầu thì mọi người lên tham quan mua bán. Năm nay bán được nhiều chưa cô? Thế cô cho hỏi là các cái quây này thì giá bình quân là khoảng bao tiền một cây? 300. Từ 200 trở lên đúng không? Đây, quất đẹp lắm quý vị ạ. Rất nhiều. Không, cháu rảnh cho quay đây để cháu đăng lên đi. Ai có nhu cầu thì lên tham quan. Đấy, ví dụ cháu đang giới thiệu cháu đang ở cầu đen đấy. Người lên tham quan. Mua cái này à?
Không, đang đi tham quan mua bán hàng. Cái này gọi là tên là cái gì đấy chị? Các loại hoa quả đây. Cây nào đẹp hơn? À đẹp à. Cây nào đẹp hơn? Đây cây này thì nó hoa nó sẽ nhiều hơn. Đây lấy cái này này. 90.000 rồi, 90.000 một cây. Đây chốt cái này đi. Đấy, cây này mang về là Tết, bây giờ là hoa của nó là đều, nó đẹp. Rồi, rất nhiều đào quất. Tục đường phố xá tấp nập, đây là trên khu phố Cầu Đen, Hà Đông. Này là người dân đang đi mua sắm, đường phố rất đông đúc. Chào chị bán được nhiều hàng chưa? Rồi, cái quất du khách đang xem có giá 300.000 đây. Hàng đỏ đẹp. Nhiều, rất nhiều quất. Quả đều vàng đẹp. Cái bao nhiêu thì bán được chị ơi? Tối thì mai bán tiếp gì thì mai sáng gì đâu mà. Mai giờ lại sáng. Rồi chúng ta lại tiếp tục sang các hàng khác. Lúc tôi đang bán em 100 mình lấy thôi, cái này thì em không có chở. Em đang bán. Đang chở không? Thôi cái này xanh cho nó rồi. Rồi anh mua được cái quất này đấy à? Đấy đẹp quá. Bao nhiêu bác mua được cái này bao nhiêu? Đẹp quá. Cái này có cả quả chín này, quả ương này, quả xanh này, anh có cả lộc. Em lấy mình cái kia thôi. Đẹp quá, có cả hoa nữa này. Đây mà đi đi làm sơn là chở gấp 6 thùng sơn đấy. Ai cũng vậy chú ạ, ai cũng phải nấu đâu, chẳng ai nào sơn. Chị bán được nhiều hàng chứ chị? Đây là chú nhỉ. Quá, rất nhiều du khách tham quan để mua sắm quất này. Quất đẹp quá chị ơi, chị năm nay có nhập được nhiều quất không? Chị đang mua. Cái
thời tiết này cũng được. Ở đây đã chốt được đây kia anh. Đấy rồi. Đây bao nhiêu tiền cây đấy đấy? Đây để mua bao nhiêu? 600. Đây đang đợi cây lứa nhờ người chở để chở coi không. Tưng bừng nhộn nhịp. Cái cành này là gọi là cái cành đào hay là cành tầm xuân gì đây? Là cái cành đào dài chặt ra. Rồi đây chúng ta sang một khu vực đào rất nhiều nụ, thế dáng rất đẹp. Tấp lập đông đúc người mua. Rất nhiều hoa đào được các tiểu thương mang ra bày bán ở đây. Đây hoa đào nở rất đẹp đây ạ. Đây những cây đào như thế này gọi là giáng huyền. Đây các cây đào người ta cầm bán, đây là cây đào thế giáng huyền.